Xin thân chào tất cả các bạn yêu cờ. Trong video này, S xin giới thiệu với các bạn ba trận đấu hay và hấp dẫn. Trận thứ nhất và trận thứ ba của Nguyễn Thành Bảo, trận thứ hai của Lại Lý Huynh. Các trận đấu diễn ra tại vòng 3, vòng 4 giải vô địch cờ tướng các câu lạc bộ quốc gia năm 2023 vừa diễn ra chiều hôm nay, 17 tháng 6, 2023. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Hàng nóng nha, like trước xem sau nha các bạn, cho khỏi quên nha. Comment ABCD gì cũng được nha. Chut.
将军。 吃。 Đến đây thì có lẽ anh Nguyễn Thành Bảo cũng rối rồi. Thay vì xe ăn mã thì anh lại thối một. Và sau khi thối một thì bây giờ thì anh nhận rằng mã đỏ mà chỉ cần thối 7 thì bắt chết xe. Vì vậy, Nguyễn Thành Bảo đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai của Lại Lý Huynh.
将军。吃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 。Đến đây thì bất ngờ Đan đã rụng kim. Có lẽ Vũ Khánh Hoàng phải mất quá nhiều thời gian suy nghĩ để đối phó với những nước đi cờ của Lại Ly Huynh.
Vũ Khánh Hoàng buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 3 của Nguyễn Thành Bảo. Ở vòng 1, vòng 2 thì Vũ Quốc Đạt đã hạ được lại Lưu Huynh rồi nha. Bây giờ đánh với Nguyễn Thành Bảo, mà hôm nay mà hạ được Nguyễn Thành Bảo nữa là thôi, Vũ Quốc Đạt là nổi tiếng luôn á.吃
吃 吃 吃 将军。 吃 将军。 将军。将军。 将军。 将军。
吃。吃。吃。Tới đây chỉ còn nước đỡ đó là pháo 6 tấn 3. Nếu có đấu thì mã ăn lên lại mã. Nhưng mà cũng sẽ thua thôi. Nguyễn Thành Bảo đã buông cờ nhận thua. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.